Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21. Và ở tập trước thì mình đã có một cái khởi đầu tương đối là thuận lợi khi mà đào được khá là nhiều kim cương. Sau đó trở lên trên, rồi làm được một cái ngôi nhà. Nhưng mà hiện tại nó không thuộc về mình các bạn ơi, mà nó thuộc về bè lũ quái vật ở bên trong cơ. Đại hội võ lâm ở trống rồi. Giờ thì mình phải đi xuống dưới và đòi lại ngôi nhà của mình thôi các bạn. Ê, ê, sao bước ở đây? Trời nắng chang chang. Ây da, cháy. Ra đây là mình tiếp chiêu. Học tết. Thích thì bước ở đây. Một mình chấp hết luôn. Phải dùng kế các bạn ơi. Mua hàng kế bẩn xíu ha. Rồi, zombie thì đã bớt đi. Nhưng mà ở trong còn Enderman, Creeper với nhện nhện. Riêng Enderman á, thì mình nghĩ là mình phải tài mua hàng kế bẩn tiếp rồi các bạn ơi. Không thể nào mà một được đâu. Nguy hiểm lắm. Từ từ. Hà nhô. Mình sẽ nhốt Enderman vô trong cái xuồng. Ui, con xuồng. Mình tẩm. Không có gì phải vội nè. Từ từ, nó bắn vô con Creeper nữa. Để xem. Ê, con nhện giang hồ quá các bạn ơi. Con nhện chặn đường định xử luôn cái con xương hay sao kìa. Ê, là mình sẽ thử cho con xương đó bắn hạ con Creeper này để lấy cái đĩa nhạc các bạn ơi. Nào bắn chuẩn lên anh bạn. Ủa, anh bạn nó bắn không có chuẩn gì hết. Để mình vụ qua đây. Trời ơi, anh bạn nó còn chạy để cho nắng nữa. Trời ơi, bạn ơi anh bạn. Ây da, không được rồi. Trời ơi, hình như anh xỉu rồi. Anh bạn nó xỉu rồi các bạn ơi. Xong pin. Rồi, vậy là ngôi nhà này bây giờ chỉ còn mình với cả anh Enderman này thôi. Giờ thì đóng cửa tắt đèn. Ô, lộn. Đủ anh ra ngoài chứ, quên. Này nhà mình mà. Ồ, anh không rơi ra ngọc Ender rồi. Nhưng anh rơi ra cục đất. Cục đất có cỏ đầu tiên của mình các bạn ơi. Yes. Và bây giờ chính thức ngôi nhà này đã thuộc về mình rồi các bạn ơi. Let's go. Giờ thì để ăn mừng thì mình sẽ lập tức chế tạo một vài cây đuốc. Để không cho mấy con quái nó xuất hiện thêm á. Chứ mình mà không chế tạo đuốc á, hồi nó làm mở bậc tiền trọng tiếp á các bạn ơi. Và việc tiếp theo mình cần làm đó chính là hoàn chỉnh cái ngôi nhà này các bạn ơi. Từ phần sàn. Rồi, sàn đã được chuẩn xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị vật liệu để ốp sàn. Và mình thiết nghĩ chúng ta sẽ sử dụng những cái ván tre ốp vô cho nó mát các bạn ơi. Với cả ván tre nhìn cũng rất là đẹp nữa nha. Nếu mà dùng ván tre thì sẽ hơi hao nhờ. Thay vào đó mình có thể đổi ra những cái phiến. Như vậy sẽ tiết kiệm được khá là nhiều đó các bạn ơi. Quá đã luôn. Mình sẽ ốp trước một góc để cho các bạn xem thử. Đó, trời ơi. Nhìn hơi bị okela nha. Tông phinh. Đó, vậy là bây giờ chúng... Chưa xong hẳn. Rồi, xong phanh nha. Giờ chúng ta sẽ dời cái giường vô trong đi nhờ. Tầm này lẽ có mái nhà đàng hoàng. Sàn thì cũng là sàn tre, hơi bị mát luôn. Giờ chỉ thiếu mỗi những cái cửa sổ thôi các bạn. Để bây giờ mình phóng xuống khúc biển này. Mình kiếm ít cát rồi chúng ta lấy về. Và làm những cái thủy tinh. Không, mình nói giỡn á, chứ qua đây có cát mà. Không nhất thiết mà xuống dưới biển đâu. Đây, chúng ta đã có được mẻ kính đầu tiên. Giờ thì đổi hết ra những cái tấm kính nha. Rồi, nhào vô đặt liền ngay cái giường mình luôn nè các bạn. Cửa sổ siêu bự. Đây là cái cửa sổ mình tâm đắc nhất nha. Bởi vì nó sẽ đón được cái view bình minh ở ngay hướng này đó các bạn ơi. Tương tự như cái cửa sổ khác thì mình cũng sẽ lắp kính vào. Để có cái tầm nhìn xung quanh ha. Những kẻ cướp bóc các thứ đồ lại gần một phát là mình phát hiện liền. Chứ không để tình trạng mấy thanh niên đó núp lùm bắn tỉa mình. Như vậy thì không ổn tí nào các bạn ơi. Đặc biệt là những con Creeper nữa. Cực kỳ nguy hiểm ở chế độ siêu khó này luôn. Và công đoạn cuối cùng sẽ là gắn cái cửa vô. Tên tèn. Tông phinh. Chính thức mình đã xong được cái căn nhà. Giờ là không còn bị dột, không còn lủng lỗ để bọn quái có thể tràn vào rồi các bạn ạ. Thoải mái mà nằm ngủ thôi. Và sáng thức dậy, trời ơi, bình minh kia kìa các bạn ơi, quá đã luôn. Rồi, và việc đầu tiên trong ngày đã xong. Bây giờ thì để mình ra ngoài, mình làm công chuyện tiếp theo cái đã. Là mình có một ít cái viên kim cương ở tập trước các bạn ơi. Cụ thể hơn là đâu đó cỡ 15 viên kim cương ha. Mặc dù không quá nhiều, nhưng mà với số lượng kim cương này thì mình sẽ đầu tư cho mình ngay lập tức một cây cúp. Ok, để chúng ta
đi đào khoáng sản cho nó đã các bạn ha. Và ngoài ra, mình cũng đặt KPI ngày hôm nay là sẽ full một cái set giáp kim cương ha. Để xem mình có làm được hay không. Hôm qua là nhân phẩm của mình khá là tốt. Rồi, giờ thì để chuẩn bị cho chuyến đi mai này, thì mình sẽ mang theo một ít gỗ. Chắc mình cũng sẽ đầu tư thêm một cây rìu bằng kim cương luôn đi. Chứ mình xài rìu sắt có vẻ là hơi hao các bạn ơi. Ê, nhưng mà từ từ. Rìu kim cương với rìu sắt nó cũng chính đam. Nếu mà xài tiết kiệm thì thôi, vẫn nên dùng rìu sắt các bạn ơi. Giờ mình còn hộ nghèo chứ không phải hộ giàu, nên là cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm. Và cũng có một cái vấn đề nữa mình cần giải quyết, đấy chính là thức ăn các bạn ơi. Tình hình là thức ăn của mình hiện tại đang bị khan hiếm một xíu. Thế nên là mình sẽ bắt đầu nuôi bò các bạn à. Khổ tới mức phải đi chăn bò luôn rồi đó. Ở đây mình thấy sơ sơ qua là có 4 nhóc bò đúng không? Ừ, cũng khá ổn nha. Đầu tiên là làm những cái hàng rào bằng tre, chế thêm cái cửa để có gì mình đi ra đi vô cho bò ăn. Sau đó mình sẽ đóng cái chuồng bò ở bên hông nhà đi, đâu đó ngay vị trí này luôn các bạn ơi. Cái view này là view ngắm chuồng bò nha. Ôi trời ơi. Nhưng mà khoan, quay lại cái vấn đề là làm sao để tạo ra lúa mì trước các bạn ơi. Mình còn xương không ta? Ồ, mình có 3 khúc xương, tuyệt vời. Để mình làm một cây cuốc ha, bằng gỗ thôi cũng được. Sau đó thì trồng cái hộp lúa mì xuống và bùm, chúng ta sẽ có một cái bó lúa, một cái duy nhất thôi là đủ rồi các bạn. Giờ thì dẫn những em bò nóng bỏng vô trong chuồng thôi. Nhóc này sẽ là nhóc được chọn đầu tiên. Đi ra anh. Tiếp theo là cưng này. Rồi, hai nhóc kia luôn. Ok. Về nhà mới thôi nào. Trời ơi, chen lắng nữa. Hai cái nhóc này đừng có chen lắng coi nào. Trời đất ơi. Sống nổi với hai cái nhóc này không? Đừng có chen. Thiệt tình á, xếp hàng nào, đúng rồi. Rửa lại là chen lắng nữa nè. Ê, nóng nha. Wow nha. Đó, có vậy thôi đó mà cũng chen với chả lấn. Rồi, tính cho ăn rồi đó. Nhưng mà thôi, chen lấn bạo rồi không cho ăn đâu. Thật ra là mình không có lúa nhiều các bạn ơi, chứ không phải là mình không muốn cho ăn đâu. Trời đất ơi. Đại ca vô trong lại giùm em. Thiệt cái tình á. Cho hay vậy quá à. Rồi đi vô đi. Tình luôn nè, cho ăn nè. Được chưa? Mệt đại ca quá. Chưa gì là nghĩ tới đào tẩu rồi. Sợ thật các bạn ơi. Vì phải nuôi mấy em cho nên là bây giờ mình đành phải ăn tiếp thịt cừu thôi các bạn. Hoặc là mình có thể đi qua cái cánh rừng nhiệt đới, chôm vài trái dưa hấu gừng ha. Ăn lót bụng cũng được các bạn ơi. Mặc dù ăn hơi mỏi miệng nhưng mà thôi, tầm này có đỡ ăn không á. Còn không muốn cực nữa thì nhảy xuống biển kìa. Bắt cá ha. Ừ, cũng được á ta. Trời ơi, sống trên đảo mà không biết bắt cá là thua luôn á. Let's go. Nay mình sẽ dẫn các bạn đi xuống biển bắt cá một bữa ha. Cũng khá là nhiều cá hồi ở đây nè các bạn ơi. Ngon luôn. Ui, con cá này lạ quá các bạn ơi. Ui, đằng kia thêm con nữa kìa. Ui, ui. Thôi, không bắt cái con cá đó. Cá này là con cá đầu xanh các bạn ạ. Không, cá đó ăn là hơi mệt á. Đây nè, nguyên đàn cá nè. Rồi, bắt cỡ 2-3 bầy cá như vậy là dư sức để chúng ta có nguồn thức ăn và đem đi mai rồi các bạn ơi. Sẵn tiện trên bờ có than luôn nè. Tuyệt vời. Ui. Nghe nói nướng cá cái lẽ tranh thủ chạy lên liền. Ở cái ní này. Ui dạ. Ẩu rồi đó. Đi chỗ khác liền. Làm thêm cái bàn chế tạo. Rồi chế thêm cái lò nung nữa. Để tăng cái tốc độ nướng cá lên các bạn ơi. Đó. Như vậy thì chốc lát thôi, mình sẽ có rất là nhiều cá đem đi mai. Nữa hả? Muốn ăn cá hả? Thôi, tôi cho ăn ký được rồi, đừng ăn cá tôi. Hey yo, ăn cá không mấy anh bạn ơi. Ui, lên thiệt. Ui, thôi. Mời lơi thôi. Trời, đi chỗ khác đi. Dạ, mấy anh bạn này đánh xa vậy? Thôi nha, tôi mời lơi thôi nha, không có mời thiệt đâu. Mời lơi hả? Trời, anh đó thiệt tính như trời. Ta mời lơi mà cũng lên nữa. Đợi thiệt kìa các bạn. Mặt dày ghê á. Ê, nhưng mà sao nhiều. Ồ, biến mất rồi, ok. Hết nhiều rồi. Nhiều. Không ổn rồi các bạn ơi. Là tự nhiên mình muốn đi về ngủ giấc quá. Thôi đi về ngủ giấc đi. Chúng thôi là sẽ như vậy nè các bạn. Gặp giang hồ chặn đường rồi. Không ở đâu bằng ở nhà hết các bạn ơi. Trời. Đi ngủ mà có mấy anh trai đẹp ở ngoài nhìn vô mắc cỡ quá các bạn ơi. Yêu. Rồi. Sáng trai đẹp đã bị cháy rồi các bạn ơi. Trời ơi, tôi đời trai đẹp luôn. Rồi, để mình qua bển mình thăm mấy cái lò nung nấu cá của mình. Từ hôm qua tới giờ không biết là chín hết chưa nữa. Đây, rồi, tuyệt vời. Chín hết luôn rồi các bạn ơi. Giờ là thức ăn phủ phê nhen. Đi mai đã luôn nhen. Sẵn tiện khám phá sâu bên trong cánh rừng coi. Ôi trời.
trong cánh đường này có hai nhóc heo. Tương lai ha, mình sẽ gầy giống lên ha, một đàn heo khổng lồ các bạn ơi. Chừa mấy em lên đi. Hướng này thì sao? Ui, hướng này là có bò tiếp. Có cừu nữa. Ok, có heo. Và coi coi có nhóc sói nào. Ui, trên kia còn có tổ ong nữa kìa các bạn ơi. Wow, được ấy chứ. Và đây có vẻ là một cái hang cũng khá là sâu nè. Được đấy, tiềm năng đấy. Đi xuống thôi các bạn ơi. Để xem coi dưới này sẽ cho mình cái gì nào. Hy vọng lục hang thật là nhiều khoáng sản nha. Đó đó đó, chưa gì thấy có vàng là thấy có lý rồi nè. Cũng như là sắt ở dưới này. Ui, rễ của cái cây đổ uyên nó đâm sâu tít tận dưới này luôn nè các bạn ơi. Không biết là mình có thể lấy được cái rễ này không nhờ. Để mình cắt thử coi. Ồ, được luôn các bạn ơi. Và mình cũng có thể đặt lên những cái block khác á. Cũng hay, cũng hay. Ê, mình nghe tiếng nhúc nhích, tiếng dọc nước các bạn ơi. Có lẽ nào một nhóc axolotl đang dọc nước ở bên này. Oh no. Mấy nhóc cá các bạn ơi, chứ không phải là axolotl dọc nước. Quê sẻ rồi. Ồ, và cái hang này nó dẫn mình tới một cái hang khác nữa. Wow. Ê, ê, ê. Lại nước chạm bờ đê tiếp. Ui, lần này thì nó không dẫn tới cái hang nào khác các bạn ơi. Nhưng mà sát bên đây mình nghe tiếng dâm bay. Cũng như là tiếng con xì ke. Hình như là ở phía trên đầu mình thì phải. Chuẩn luôn rồi. Hello. Ơ kìa kìa, nó trống rồi. Hello anh đẹp trai. Trời. Một anh đẹp trai trước. À rồi, tới con xì ke này. Xác định với mình. Bắn hộ bạn ơi. Bắn hộ bạn ơi. Sẵn tiện săn nó luôn các bạn ơi. Để mình lấy thêm xương á. Hôm nay mình sẽ cần khá là nhiều những khúc xương của con xì ke á nha. Để một xíu, mình sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo trong ngày hôm nay. Đó chính là thu phục những em sói nâu các bạn ơi. Rồi, và cái hang này có vẻ là bắt đầu to hơn rồi nè. Anh đẹp trai tiếp. Trời ơi, chàng đẹp trai này múa dữ vậy, dẻo dữ vậy. Thì 360 độ luôn các bạn. Bây giờ khen khoái khoái liền. Đây, còn anh chàng xì ke này thì đi chỗ khác. Để lại khúc xương là được. Đừng cùng rồi. Nè, chúng ta nên quay lại hướng bên kia đi. Để xem coi hướng này sẽ dắt mình đi đâu nha. Trước mắt là mình thấy có một cái hang nó rất là bé luôn các bạn ơi. Ui, ở dưới có nhung nham. Hết rồi. Chẳng còn gì. Ủa? Hả? Và có chỗ kim cương. Vô. Lạ thật các bạn ơi. Hai quặng, ba quặng luôn, bốn quặng. What? Tưởng chừng đây là cái hang cùng nhưng mà nó lại cho mình bốn quặng kim cương ngọt xớt vậy. Tuyệt vời thật các bạn ơi. Rồi luôn, hiểu luôn. Nhân phẩm của mình hôm nay có vẻ cũng cao đấy. Mục tiêu đề ra 20 viên kim cương các bạn ơi. Để xem có làm được hay không nha. Ở nhà mình đã có 12 viên rồi. Nhưng mà có một số thứ chúng ta nên tham lam các bạn ơi. Và kim cương sẽ là một ví dụ điển hình ha. Mình nghĩ chắc rất là nhiều bạn cũng sẽ có chung sở thích giống như mình đó. Lại thêm một cái hang bé xíu giống như hồi nãy nữa nè. Uầy, đừng nói cái nhánh hang nhỏ xíu này lại cho mình thêm kim cương nha. Để xem có bất ngờ gì không đây. Mình nghi lắm các bạn ơi. Lại có nhung nham tiếp. Anh chàng xì ke. Tỉnh. Chàng xì ke la tên này. Nào nào, không có nóng nè. Hay vậy quá à. Rồi luôn, có vẻ cái hang này không may mắn giống như mình nghĩ rồi. Nhưng mà nó có cái hang động thạch anh tím. Có thể là chúng ta sẽ ghé vô đây và lấy một ít thạch anh tím mấy các bạn ơi. Đây nè, lưu ly mình đang không có nhiều lắm, nên là bây giờ gặp chúng ta tranh thủ lấy ha. Một cái hồ nhung nham rất là bự luôn các bạn ơi. Có kim cương không? Ui, creeper thôi. Oh no, không có kim cương rồi các bạn ơi. Dưới này cũng không luôn. Yêu cái chỗ tiềm năng như vậy. Ê, có kim cương các bạn ơi. Đây nữa nè. Dưới kia nữa kìa. Rồi, nhân phẩm của mình đã trở lại rồi. Đằng kia thêm một chỗ kim cương nữa. What the. Thời tới càng không kịp các bạn ơi. Bình tĩnh. Không được hấp tấp nha. Lỡ ngỡ là cái xèo liền đó các bạn à. Không giỡn đâu.
cái này cái sèo là không có làm lại được đâu đó. Nên là bình tĩnh, cái gì từ từ, ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh, rồi chúng ta đào kim cương ha. Đây đây đây, để coi coi được mấy quặng. Một đó này. Ok. Ủa, kén hai không nổi luôn trời. Kỳ dạ. Qua bên kia coi, bên kia có vẻ là hai kìa. Đáng tiện coi dưới chân này có thêm không. Ủa, trời ơi, cái chỗ nhung nham mình nhìn lạ chứ. Yêu, thôi kệ nó. Giờ lo đào kim cương cái đã. Nãy giờ mình đã đào được 5 quặng kim cương rồi các bạn. Và đây, đây là quặng thứ 6, thứ 7, cũng như là thứ 8 và thứ 9. Ui, còn nữa kìa. Quặng thứ 10 trong chuyến đi này. Quặng thứ 11. Ê, cái chỗ này nhiều các bạn ơi. Nhiều nhất từ đầu chuyến đi mai kim cương tới giờ. Đã nha. Mình thích những cái quặng bự bự như vậy các bạn ơi. Trở xuống dưới này coi. Nghi có một quá các bạn ơi. Không biết là có kỳ tích nào xuất hiện hay không đây. Ui ui ui. Rồi luôn rồi. No. Mình trượt chân đi xuống dưới này luôn. Ê, cái gì? What the hell? Hình như mình đã lạc vô một cái hang động kim cương rồi các bạn ơi. Vậy tính ra cái cú rơi vừa rồi có tác dụng đó các bạn ơi. Thích nha. Rồi, ở đây có một quặng đúng như mình dự đoán á. Nhưng không sao, ở dưới kia có thêm vài quặng bộ mà. Let's go. Gì đây, gì đây? Ui, ui, trời, trời, trời. Mình thấy mấy anh chàng đẹp trai cầm sẻng giết mình bị liệu luôn rồi các bạn ơi. Ui. Oh no. Đừng làm như vậy chứ. Người ta là trái tim mong manh dễ vỡ đấy. Còn Creeper nó cứ hay gình gình vậy quá à. Ok, lấy kim cương nào. Ở đây có hai quặng. Dạ, có quặng thứ ba không? Oh no, không có quặng thứ ba đâu. Không sao, không sao. Muốn quặng thứ ba thì qua bên kia các bạn ơi. Bên kia có quặng thứ ba nha. Đây cũng có vàng các thứ đồ nữa nè. Ui, ui, ui. Không mượn, không mượn, Ripper không có mượn. Nổ đi. Yes. Rồi nổ, banh xác anh chàng đẹp trai luôn rồi. Mình có lỗi với anh chàng đẹp trai quá. Rồi, trèo lên trên thôi. Đào xương xương 3 quặng ha. Ui, 4 quặng luôn các bạn ơi. Được đấy. Có quặng thứ 5 không? Có vẻ là không rồi. Chúng ta sẽ đi tìm quặng thứ 5 ở một nơi khác. Rồi, đi xuống dưới nào. Rồi, con này. Đi chỗ khác liền. Ở dưới dòm dòm lên cái gì? Xem coi, xem coi. Có quặng kim cương nào núp không ta? Có thiệt các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Thật sự các bạn à, đây là cái hang động càng đi là nó càng xuất hiện kim cương. Mình sắp thực hiện được cái KPI mà mình đề ra rồi các bạn à. Đây. Thế là 20 quặng. Ui, vượt chỉ tiêu luôn rồi. Wow, chỗ này nó có tới 4 quặng kim cương lận. Trúng mánh thật luôn á. Đổi đời nhờ một cái hang là có thiệt nha. Có nên xuống dưới nữa không ta? Trước khi xuống để mình đi nốt cái hướng này cái đó. Xem coi còn sót kim cương không. Rồi công nhận cái hang này nó bự lắm luôn á. Mình đi nãy giờ mà nó vẫn chưa hết nè. Thiệt các bạn ơi. Thiệt các bạn ơi. Hang kim cương, hang kim cương. Ủa, gọi mắc gì lấy cây rìu đào kim cương. Okay. Đào kim cương kiết bị lắc luôn rồi các bạn ơi. Ủa, có quặng thứ ba luôn. Tuyệt vời. Còn nữa không? Còn nữa đây là tôi đào luôn đó. Có không nào, có không nào. À na, không có rồi các bạn ơi. Còn là có mấy anh chàng đẹp trai với cả là Ripper và anh chàng Sike thôi. Anh chàng Sike chắc mình phải xử á. Ôi dạ, trời trời trời. Là anh nóng tính vậy. Yêu. Đúng rồi, anh chàng đẹp trai xử tiếp em. Đúng rồi. Mình mới thuê được hai anh chàng vệ sĩ các bạn. Yeah. Đấy. Đôi lúc là chúng ta không cần phải động tay động chân các bạn. Cái gì thuê được thì mình tranh thủ mình thuê ha. Đi vòng vòng qua đây coi. Xem coi. Chả nhẽ dưới này. Không lẽ trong này nó lại giấu thêm một quặng kim cương. Ôi, xong rồi. Mình vô đường cùng rồi các bạn ơi. Đâu.
Đây là điều mình không muốn một xíu nào. Đừng có ỷ y nha các bạn. Đừng có khinh thường mấy anh chàng xì ke này nha. Ảnh mà xuất thần một pha thôi là ảnh có thể kết liễu được mình đó. Thôi 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 thôi, quay xe quay xe. Ủa hồi nãy mình mới hạ anh chàng xì ke đằng kia rồi mà. Ê sao giờ ra nhiều anh chàng xì ke vậy? Ui không, ui không. Ui. No no no. Đó đó các bạn thấy chưa? Cái miệng ăn mắm ăn muối. Thôi 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 thôi. Giờ ăn cá rồi, không ăn mắm ăn muối nữa. Quay xe. Ê đi xuống dưới này coi thử không? Lại có anh chàng đẹp trai ở dưới này. No no no. Đó mình hay gặp mấy anh chàng đẹp trai quá à. Yêu nữa. Ê. Nên liều đó, nên liều đó các bạn ơi. Ba làm liều này đánh đổi bằng mấy viên kim cương đây? Một viên. Yêu. Đúng viên à các bạn ơi. Thôi kệ. Ui. Lại là kim cương nữa. Ê lúc đầu tới giờ mình gặp nhiều quặng lắm luôn á. Mình mà có gia tài chắc nãy giờ một stack lợi ích đó các bạn ơi. Ui chỗ này có 5 quặng. Toàn là mấy cái quặng bự bự không mà. Mình gần nửa stack kim cương. Ồ ở đây còn có cả một cái spawner của mấy anh chàng đẹp trai nè. Ồ được cái ta. Chắc mình phải lưu cái tọa độ chỗ này lại thôi các bạn ơi. Để có gì mình sớm quay lại và tận dụng nó làm cái chỗ farm kinh nghiệm cho mình ha. Hợp lý chứ. Ok. Nhẹ cái màn hình lại. Mình có đũa sẵn rồi. Nên là cắm xuống để chúng ta phong ấn cái spawner này lại. Rồi. Và check va nào. Trồng rừng. Cho mình một ít cái quyển sách. Cũng không quá xịn ha. Còn rừng bên này. Ồ có một cái yên cưỡi. Cũng ok. Cũng như là lúa. Đây rồi. Mấy nhóc bò nhà mình sắp hết đói rồi các bạn ơi. Còn bây giờ thì trở lại cái hang ban đầu thôi các bạn. Mình nãy giờ đi chơi hơi xa rồi đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái gì mà he dí nhau dữ vậy? Mới áp sát quận kim cương thôi mà đã canh me canh chua xử người ta rồi. Cái khiên của mình nó sắp chịu hết nổi luôn rồi các bạn ạ. Mình phải tranh thủ thay một cái khiên mới thôi. Và chỗ này chỉ có một quận à. À à. Ui. Ui. Sao nhiều Enderman vậy? À. Được đi ta. Để mình xử lý cái chỗ kim cương này trước. Xong rồi xử lý anh Enderman sao ha. Điều chỗ này có một quặng à các bạn ơi. Ít vô. Mà sao cái hang này vừa nhiều kim cương mà cũng vừa nhiều mấy con Reaper nha. Đúng rồi, nổ đi. Ok. Để đi cho nhanh các bạn. Rồi. Lấy kim cương luôn thôi nào. Vẫn là một quặng. Ít hơn rồi. Hồi nãy còn gặp mấy cái chỗ kim cương nhiều nhiều quặng. Nãy giờ toàn gặp ít không à. Ôi trời. Ôi spawn thêm nữa. Bộ mấy anh chàng đẹp trai này thấy mình đẹp trai lắm hay sao mà cứ dí dí hoài. Nếu tỷ có slam nè, farm slam luôn coi. Ú, có bóng nhờ. Khoan khoan. Để mình ăn no bụng cái đó. Sau đó thì chạy ngược lại. Lượm bóng chất nhờn thôi. Ú, ú, ba bóng nha. Ôi dạ, trời trời trời. Thôi 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 thôi. Khiên mình sắp hư rồi các bạn ơi, không có ẩu được. Rồi, và mình sẽ làm liều một pha. Mình đi cà khịa Enderman luôn các bạn à. Không biết có ổn hay không đây. Chứ cái tình hình cái hang này mình thấy cà khịa cũng là một hành động khá là liều mạng đó. Ồ. Oh. Cho Reaper nổ trước đi. Ok, bộ một luôn, vô. Lỡ đây, lỡ đây. Lỡ đây, lỡ đây. Ô ô ô, bình tĩnh, bình tĩnh. Vừa đúng lúc bể cái khiên luôn các bạn ơi. What the. Thôi thôi. Cái bàn chế tạo xuống. Chúng ta chế một cái khiên mới ngay lập tức nào. Trước khi quá muộn nha. Ok. Có khiên mới rồi. Tự tin là rồi. Hôm nay mình chơi liều hơi nhiều đó nha. Thôi. Qua bên kia là nốt chỗ kim cương nào. Kẻo bỏ sót đấy. Nói chung là cái hang này nó nhiều kim cương tới mức mà mình đi tới đi lui suýt nữa là mình bỏ sót mấy chỗ kim cương đó các bạn ơi. Ui ui ui. Trời ơi nó bắn ngay mò ác mình luôn rồi. À con này. Còn skeleton này. Và chắc trong cái hang động khổng lồ này không còn sót quặng kim cương nào.
ở những khu vực mà mình đã đi qua rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, cậu bé đẹp trai mặc full giáp vàng kìa. Ui, mình cũng mặc giáp vàng nữa nhưng mà chỉ có cái áo thôi các bạn ơi. Ôi da, đụng hàng rồi. Cậu bé này nhanh quá, thôi. Làm không lợi các bạn ơi. Dí mình quá trời ơi. Chắc mình đành phải chuồn thôi đó. Ê, kịp không? Ê. Vừa kịp các bạn ơi. Ok, ui, mình trở lên ngay chỗ mấy cái nhóc bò nãy luôn nè. Ê, mật, bình tĩnh. Trời luôn. Trời ơi, thành mực bột nắng luôn rồi. Mực ơi là mực. Wow, tại sao mình thấy cái vùng Savannah nữa kìa các bạn ơi. Được đó nha. Để bây giờ mình về mình làm cái set giáp kim cương trước các bạn ơi. Hoàn thành cái nhiệm vụ tiếp theo trong ngày hôm nay trước đã. Còn những chuyện khám phá thì sắp tới chắc chắn sẽ có một buổi chúng ta cùng nhau đi phiêu lưu và thám thính địa hình xung quanh á. Xem coi gần cái đảo mà mình sinh sống á sẽ là những cái vùng đất gì nào. Ủa? Ê, trên đường về mình còn thấy có một nhóc vẹt các bạn ơi. Để mình kiếm hộp giống. Ai, cần chịu về đội của anh không? Ây à, chống cự các bạn ơi. Đừng để nóng nha. Ok. Thăm dò vậy em mới chịu về đội của mình các bạn. Ui, ở đây có thêm một nhóc vẹt nữa nè. Nhóc này là màu xanh đột chuối các bạn ơi. Cũng ok. Chịu không? Cưng chịu không? Đừng để anh phải nóng. Ok. Đúng cái hộp cuối cùng luôn. Nói chung thì cũng tuyệt vời nha. Ồ, hello girl. Đi vô. Đúng rồi. Rồi. Thôi, ngồi xuống đi. À, ok, ngồi xuống nha. Nhà mình bắt đầu có thêm thành viên mới rồi các bạn ơi. Rồi, và như đã nói hồi nãy, mục tiêu đề ra tiếp theo trong ngày hôm nay đó chính là full một cái set giáp kim cương. Thế nên là bây giờ khi vừa có 35 viên kim cương sau chuyến đi mai, mình sẽ lập tức chế tạo liền một cái set giáp ha. Nhưng mà đợi mình tí, mình dọn kho đồ cho nó trống bớt rồi đã. Ok, dọn hơn rồi đó. Rồi, đậm liền set giáp kim cương bao gồm nón kim cương, ủng kim cương, thêm cái quần và một cái áo kim cương các bạn ơi. Vẫn còn dư 11 viên kim cương nè. Trời ơi, thoát cảnh hộ nghèo rồi các bạn ơi. Yeah. Rồi, và bây giờ thì chúng ta chuẩn bị lên giáp kim cương nào các bạn ơi. Let's go. Thanh thần. Phong cách liền. Lại bước qua thêm một ngày nữa rồi các bạn ạ. Và như đã nói hồi nãy, trở về nhà sau chuyến đi này, mình đã có lúa rồi. Thế nên bò của mình đã hết đói rồi các bạn ơi. Yay. Cho bò ăn thôi. Đây. Ở đây anh cho ăn nè. À không, hai cân chịu khó dầm miệng đi. Tội nghiệp thiệt chứ. Hello anh xì kia. Anh xì kia là tanh này. Cầm cung em cha anh luôn à. Khá quá ta. Rồi mấy anh này chơi núp lùm hết trơn à. Núp lùm bắn tỉa các bạn ơi. Đi săn xương luôn. Mình đang cần những khúc xương rất là nhiều trong ngày hôm nay. Rồi, chúng ta đã có thể 4 khúc xương rồi. Mót ở trong rương của mình coi còn được bao nhiêu khúc xương nữa. 7 khúc xương các bạn ơi. Là được 11 khúc xương. Nói chung thì không quá nhiều ha. Nhưng mà ok, mình sẽ thử vận may thôi. Để xem coi với 11 khúc xương này mình sẽ thuần hóa được bao nhiêu cái nhóc sói nha. Biết đâu bất ngờ, 1 khúc xương là 1 nhóc sói, 11 khúc xương là 11 nhóc sói về đội. Trời, kịch bản đó là kịch bản tuyệt vời nhất đó các bạn à. Mình vẫn còn cơ hội. Đây. Một anh skeleton ở đây nữa. Đừng có kẹo. Anh tắt điện trước khi mình lượm anh ơi các bạn ơi. Trời, từ trên trời rơi xuống các bạn ơi. Lượm liền. Rồi và lần trước á, mình thấy trên cái đảo hoang này có 2-3 nhóc sói màu nâu luôn á. Nhưng mà từ nãy tới giờ mình không có thấy đâu hết. Không biết là mấy nhóc có chạy đi đâu rồi ta. Nâu. Ki. Ủa, đi đâu rồi ta? Hình như mấy nhóc đó bơi vô đất liền rồi các bạn ơi. Không còn trên đảo rồi. Trời ơi, nhanh vậy. Nếu mà như vậy thì bắt buộc mình phải quay trở lại cái
nơi mà mình spawn ra các bạn. Chỗ đó mình thấy hình như là còn một hay hai đàn sói nữa. Úi, úi, ở đâu? Bên này nè. Ê, bên này có hai nhóc sói nè các bạn ơi. Còn nhóc nữa đâu? Ở tập trước mình thấy tới ba nhóc sói luôn nha. Rồi, nhóc sói kia chắc tách đàn rồi. Ừ, cũng hơi tội nghiệp em. Thôi, bây giờ thì mặc dù mình có ba miếng thịt nhưng mà tại có hai em nên là thôi, mỗi em miếng nha. Rồi, ok. Tạm lượng. Kiếp đòi ha. Đến với nhau đi. Ủa trời, không đến với nhau hả? Chặn nhau rồi. Rõ ràng mình cho ăn thịt vậy mà không có đến với nhau các bạn. Rồi, để mình giảng quà cho. Yeah, thành công rồi các bạn. Hai khúc xương đầu tiên là thuần hóa được một em sói nâu rồi. Wow. Tới nhóc này. Một khúc xương thôi. Wow. Trời ơi. Ê, tính ra mình tốn 3 khúc xương là được 3 cái nhóc sói luôn nha. Wow. Để làm dấu cái nhóc sói baby á, thì mình sẽ nhuộm cái vòng cổ của em thành màu vàng đi ha, để phân biệt các bạn ơi. Trời luôn, tuyệt vời. Vì mình trên đảo hoang á, thế nên là cacao có rất là nhiều luôn các bạn ơi. Và những cái nhóc sói tiếp theo á, có thể là mình sẽ dùng cái bột nhuộm màu nâu này nè, để dễ dàng phân biệt với ba cái nhóc sói ban đầu này hơn ha. Rồi, mấy cưng đi ta anh. Rồi luôn, bữa nay chúng ta vừa có cặp đôi vẹt và vừa có thêm gia đình sói nữa các bạn à. Sói nâu luôn nha. Đảo à, thích ghê luôn. Rồi rồi, anh dắt mấy cưng đi qua cái chỗ mà anh từng spawn ra nha. Đi thôi anh. Kìa, chỗ mà hôm qua chúng ta khởi đầu kìa các bạn. Rồi, và để xem coi khúc này những cái nhóc sói nâu có còn hay không nha. Nhìn sơ qua là mình không thấy rồi đó các bạn à. Hình như mấy em đã trốn đi đâu hết trơn rồi. Và ở đây có khối vàng nữa nè. Ngon. Chúng ta sẽ lượm thêm khối vàng ha. Yeah. Ê, mình thấy rồi. Mình đã thấy rồi. Let's go. Baby à, nhóc sói nâu à. Một cúc xương thôi là được các bạn à. Tuyệt vời. Nice. Còn nữa không? Mình nhớ là đàn sói này cũng đông lắm á. Nhưng mà hôm nay còn có một nhóc thôi hả? Buồn nhớ. Kìa. Thì ra mấy em trốn ở khu vực này. Wow. Bé cưng. Ui. Hả? À đây rồi. Rồi luôn. Còn cái nịt luôn. Cái nhóc này ăn hết xương luôn rồi. Thì cái tên. Ok, chị em này về đội sao nên là mình sẽ cho em cái vòng cổ màu nâu ha. Ok, vậy là tổng kết sau cái chuyến đi chinh phục những người bạn này thì chúng ta đã có được tổng cộng là 5 người bạn sói nâu ha. Và vẫn còn những người bạn sói nâu hoang dã khác ở cái cánh rừng này. Tuy nhiên thì mình đã hết xương rồi các bạn. Trong tương lai thì maybe là chúng ta có thể quay trở lại đây để chinh phục những người bạn đó ha. Còn bây giờ thì dắt những người bạn đã về đội trở về nhà thôi nào. Về dinh thôi mấy cưng ơi. Let's go. Tan. Tiêu. Yo. Tất cả những nhóc sói đã trở về nhà an toàn chung với mình rồi á. Ủa sao nhóc này qua đó mình nhở? Buồn á? Sao vậy? Sao buồn nhở? Ở đây nào? Đây cho vui vẻ nào. Đúng rồi. Gia đình chung bày bên nhau nha. Cú te gì ta? Ấy. Cho nhìn này nó. À không, chắc tại mình suy nghĩ nhiều thôi các bạn. Rồi, và đi xào quần nãy giờ. Trời cũng đã xuống núi rồi các bạn ơi. Chắc là bây giờ mình sẽ tranh thủ mình gom một ít đồ giá trị của mình vô trong ha. Trời ơi, trong này còn 5 ổ bánh mì nè. Móc meo hết trơn rồi giờ mới phát hiện. Bó tay luôn. Và trong thời gian rảnh, mình cũng đã trang trí sơ sơ lại nội thất bên trong cái căn nhà của mình để cho nó đỡ trống hơn các bạn ạ. Bên này sẽ là cái gian để chúng ta chuyên nấu đồ các thứ. Sắp tới có vàng pha thuốc thì mình cũng sẽ set up cho nó một cái khu vực đâu đó ở bên này ha.
Còn phía bên kia sẽ là cái kho bé bé của mình, để mình đựng những cái thứ lặt vặt của mình bên trong này. Và quan trọng hơn là cái chỗ ngủ của mình nha. Đợi đúng kiểu là người rừng luôn các bạn ạ. À. Chỗ ngủ của mình thì lá cây xum xuê luôn ha. Rồi, giờ thì mình lên đây làm giấc thôi. À, quá đã luôn các bạn ơi. Trời trời trời, ngoài này có mấy anh chàng đẹp trai. Ui, anh này phong cách vậy, ui dồi, phong cách đồ lưới các bạn ơi. Wow, mình mặc đồ kim cương mà gặp phong cách đồ lưới là cũng hơi bị lép vế đó các bạn à. Đưa cho tôi liền. Cởi đồ ra, cởi đồ ra. Ui no, không cởi rồi. Ui, ui 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 ui, khách quý tới chơi các bạn ơi. Trời ơi, ăn tăng da bằng cục đất hay gì á? Được nha, tôi nhận nha. Ui ui, ui da, khách quý này dịch chuyển hơi bị nhiều đấy. Ok, cho tôi nhận quà đi khách quý ơi. Nào nào nào, không chạy nha, chơi không chạy nha. Yes sir. Được thêm một cái ngọc Ender luôn các bạn à. Quá đã rồi. Và mình đã lỡ nuôi bò rồi, hay là bây giờ mình sẽ nuôi thêm cừu, heo cũng như là gà các bạn. Chứ nuôi bò không thì cũng hơi buồn các bạn ơi. Vậy nên mình sẽ lập tức biến cho khu vực này ra thêm đâu đó cỡ 3 cái chuồng nữa ha. 1, 2. Ý kìa, chúng ta đã có thêm được 3 cái chuồng nữa các bạn ạ. À. Mặc dù thì kích thước mỗi cái nó mỗi khác ha. Có cái bự, có cái nhỏ, có cái bị méo. Nhưng mà không sao, quan trọng là có chỗ để chúng ta chăn nuôi là quý lắm rồi. Gì đây anh chàng đẹp trai? Thôi thôi thôi, tắm mưa không lo tắm mưa, để lo dí dí mình nữa. Rồi, ở đây có một giúp gà nè. Mình sẽ lấy hộp giống, rồi đưa ỉm vô cái chuồng méo xẹo này. Nuôi gà chắc nuôi trong chuồng méo không sao đâu các bạn. Rồi, thấy gì nó méo méo thôi chứ nó cũng bự lắm á. Tới chuồng rồi còn đẻ thêm nữa chứ. Mấy cái nhóc gà này mắng đẻ thiệt. Rồi, test nhân phẩm nào các bạn ơi. Để coi coi. Piu piu. Và xem nào. Ê, là thật. Ôi, bữa nay nhân phẩm mình cao thiệt các bạn ơi. 2 trứng gà. Thì một trứng đã nở ra một cái nhóc gà con rồi. Wow, cho nhóc gà con ăn đi. Nào, không có dành ăn với gà con nào. Ok, cho gà con ăn ha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đi dắt cừu các bạn ơi. Nhưng mà muốn dắt cừu thì mình cần phải có lúa mì. Mà lúa mì thì mình lại cần phải đi nhân giống thêm rồi. Tại mình đâu có lúa mì trong người đâu. Rồi luôn, không có xương luôn. Nghỉ luôn. Nghỉ nhân giống luôn các bạn ơi. Không được rồi, với tình hình này mình bắt buộc phải làm một cái ruộng thôi các bạn. Ẻo mơ mốt cần lúa mì thì lại không có. Rồi, mình sẽ làm một cái ruộng thiệt là bự luôn ha. Các bạn đã sẵn sàng để nhìn thấy cái ruộng của mình chưa? Mình tin chắc không bạn nào trồng lúa nhiều như mình đâu. Và đây sẽ là cái ruộng của mình. Ruộng bự nhất sớm các bạn ơi. Nhiều đây là chắc cũng đủ để mình cho đàn bò mình ăn rồi các bạn. Còn dư miếng để dành đi dắt cừu ha. Rồi, và nói chung trong ngày hôm nay mình rất là thành công luôn các bạn ạ. Vì mình đã đạt được hầu hết những cái mục tiêu mà mình đề ra ha. Nào là thuần hóa được những cái người bạn sói nâu ở trong cánh rừng. Tiếp theo là chiếm lại cái căn nhà mà mình đã xây nên. Và đồng thời mình cũng đã đạt được full một cái bộ giáp bằng kim cương các bạn. Tiền đề để sắp tới chúng ta tăng cái khả năng sống sót ở trong thế giới sinh tồn này hơn. Và hy vọng rằng những ngày tiếp theo chúng ta sẽ khám phá tiếp những thứ mới mẻ trong phiên bản 1.21 này ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Love Root hay là Unit Toilet thì có thể cái ô shop của Lập link shop ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ mình phải tiếp khách thôi các bạn ơi. Đóng cửa. Thả sói.